ngày hôm nay mùng 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần xét hỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cùng với đồng phạm thực hiện. Trả lời chủ tọa phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho biết theo quan điểm cá nhân của mình, bị cáo cho rằng bản thân không có ý định lừa đảo khách hàng. Trước khi giao kết hợp đồng, bị cáo đều đã giải thích tình trạng các khu đất với từng khách hàng. Hội đồng xét xử cho rằng toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch của công ty Alibaba đều được chuyển về cho bị cáo sử dụng. Dù với số tài sản hiện tại, bị cáo dư sức để khắc phục hậu quả, nhưng không có nghĩa là bị cáo không có hành vi phạm tội. Sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích, bị cáo Luyện thừa nhận hành vi phạm tội và mong tòa ghi nhận thiện chí khắc phục thiệt hại để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Hội đồng xét xử cho biết quá trình giải quyết vụ án có một người tên là Lê Viết An có đơn đề nghị thay bị cáo Luyện và Võ Thị Thanh Mai là vợ Luyện khắc phục toàn bộ số tiền 2.500 tỷ đồng thiệt hại. Đổi lại, quyền sở hữu bất động sản của Luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông An. Về việc này, hội đồng xét xử cho biết nếu ông An có thiện chí giúp đỡ và muốn khắc phục hậu quả thay bị cáo Luyện thì tòa sẽ thông qua để ông An đến cơ quan thi hành án nộp tiền. Tòa sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử lưu ý rằng không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa Luyện và ông An. Đây là quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng không thể hủy lệnh kê biên. Sau khi được giải thích, đến nay, ông An vẫn chưa nộp khoản tiền nào. Với hành vi cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2003, trú tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Phụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại khu vực cổng công ty Sao Mai, địa phận thôn Thượng, xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, đội cảnh sát hình sự công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Thành Trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản, số tiền bị hại là 50.250.000 đồng. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận qua tìm hiểu trên mạng xã hội, được biết bị hại là người có địa vị trong xã hội, Trung đã lập tài khoản Facebook với tài khoản giống với tài khoản Facebook của bị hại. Trung đã sử dụng điện thoại di động, lắp SIM thuê bao tạo Gmail có tên của bị hại, rồi dùng Gmail này đăng ký tài khoản Facebook, lấy hình ảnh và các thông tin liên quan đến bị hại làm hồ sơ cá nhân cho tài khoản giả mạo của mình. Sau đó, Trung đã dùng tài khoản Facebook mạo danh của bị hại đăng tải nhiều bài viết, video đã cắt ghép chỉnh sửa có nội dung xuyên tạc sai sự thật, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước, mục đích là làm xấu hình ảnh, danh dự của bị hại, gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại. Trung đã đe dọa bị hại nếu muốn Trung xóa tài khoản Facebook giả mạo này thì bị hại phải chuyển cho Trung số tiền là 200 triệu đồng. Theo cơ quan công an thì đây là thủ đoạn hoạt động phạm tội mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kịp thời phản ánh tố giác với cơ quan công an khi phát hiện có hành vi phạm tội như trên. Một thông tin đáng chú ý khác, thêm 3 đối tượng trong đường dây mua bán các cô gái phục vụ trong quán karaoke liên tỉnh quy mô lớn vừa bị bắt giữ, đó là Bùi Hữu Trường, Phan Anh Tuấn và Phùng Minh Sáng. Như vậy, liên quan tới vụ án này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ tổng cộng 9 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. Trong đó, Nguyễn Thị Hoa, trú tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông là đối tượng cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm quản lý tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Hoa thấy có thu nhập cao nên đã nảy sinh ý định chăn dắt các cô gái để phục vụ khách hát. Từ đó, Hoa đăng tải bài tuyển dụng nữ nhân viên, việc nhẹ, lương cao lên mạng xã hội. Khi các đối tượng trong đường dây đưa mỗi cô gái đến cho Hoa, Hoa sẽ trả từ 17 đến 25 triệu đồng. Số tiền này, Hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính các cô gái được đưa đến. Tất cả các cô gái này đều được Hoa thuê nhà cho ở tại đường Đặng Thái Thân, thành phố Buôn Ma Thuột. Hàng ngày, Hoa chỉ đạo đám tay chân chở các cô gái đến phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Lợi nhuận sẽ được chia đôi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã giải cứu được 18 cô gái do Hoa chăn dắt. Vào tối qua, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một nhóm thanh niên thuê trọ trên địa bàn có dấu hiệu mua bán khí cười, chuyên cung cấp số lượng lớn cho các quán bar karaoke giải trí.
Cụ thể, phối hợp với công an phường Hòa Khê kiểm tra nhà trọ số 22/37 đường Thúc Tề do một nam thanh niên 22 tuổi quê tỉnh Quảng Bình thuê ở cùng với nhóm bạn. Công an phát hiện ở đây có chứa 22 bình khí cười N2O loại 3kg và 14 vỏ bình kim loại đã qua sử dụng, 4 túi vải đựng bình khí, một máy sấy đề kho. Qua làm việc, tất cả số khí cười trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thanh niên này thừa nhận đã mua khí cười trên từ các tỉnh phía Bắc đem về nơi trọ cất giấu. Mỗi khi có yêu cầu từ các quán bar hay các cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, cả nhóm sẽ cùng ngụy trang bình khí bên trong các túi thể thao và vận chuyển đến tận nơi. Số tiền có được, nhóm này dùng để ăn chơi, sử dụng khí cười và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đã được lập biên bản tịch thu số bình khí cười để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu xông vào trạm dừng chân bò sữa 2 ở quốc lộ 51 huyện Long Thành chém người. Hậu quả làm 2 người bị thương nặng, trong đó có Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1995 bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay trái. Gây án xong, cả 4 đối tượng đã lên xe tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng và những người có liên quan. Qua điều tra truy xét nhanh, Công an huyện Long Thành đã bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Trưởng, trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua đấu tranh bước đầu, Trưởng khai nhận do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng Linh là nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân bò sữa 2 nên đã rủ nhóm bạn mang theo dao, mã tấu đến trạm dừng chân này để tìm anh Linh đánh. Thưa quý vị, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra một số vụ gây rối trật tự công cộng hết sức manh động. Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên đã tập hợp người mang theo hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Trước thực tế trên, công an các đơn vị địa phương ở Hậu Giang đã quyết liệt vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng để răn đe phòng ngừa tội phạm chung. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Vì nghi ngờ bị nhóm thanh niên đang nhậu xúc phạm, hai đối tượng đến hỏi chuyện và hậu quả là cả một con hẻm ở khu vực 6 phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy náo loạn. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ngã Bảy đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam tất cả 8 đối tượng tham gia đánh nhau để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Thì quá trình đánh nhau thì hai bên có sử dụng hung khí, rượt đuổi, la hét. Tuy hành vi đánh nhau của các đối tượng không gây thương tích nhưng đã ảnh hưởng xấu đến làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận trong quần chúng nhân dân. Do đó, lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo là phải cương quyết xử lý nhóm đối tượng này nhằm răn đe giáo dục. Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng còn sử dụng bom xăng tự chế tấn công nhau. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Tại địa bàn huyện Châu Thành, từ đầu năm đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã khởi tố 2 vụ gây rối trật tự công cộng với hơn 20 bị can trên dưới 18 tuổi. Nhất là tăng cường tuần tra khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Hai là điều tra nhanh chóng điều tra để xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng nếu đủ điều kiện. Nếu các đối tượng mà có hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng thì có thể khởi tố tội danh như cố ý gây thương tích, giết người. Còn các đối tượng chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng thì nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ áp dụng giáo dục xã phường thị trấn để tiến hành quản lý đối tượng. Cùng với công tác điều tra, công an các đơn vị địa phương ở tỉnh Hậu Giang còn phối hợp với cơ quan tố tụng các cấp truy tố, xét xử công khai các vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng nhằm tuyên truyền phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần quan tâm quản lý giáo dục con em, nhất là trong dịp nghỉ hè sắp tới, không để các em tụ tập tham gia đánh nhau hay đua xe, cổ vũ đua xe trái phép dẫn đến vi phạm pháp luật. Kính chào quý vị, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu xông vào chém người tại trạm dừng chân bò sữa 2, quốc lộ 51, huyện Long Thành, làm 2 người bị thương nặng, trong đó Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1995 bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay trái. Gây án xong, cả 4 leo lên xe tẩu thoát.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng và những người có liên quan. Qua điều tra truy xét nhanh, Công an huyện Long Thành đã bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Trưởng, trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua đấu tranh bước đầu, Trưởng khai nhận do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên bán hàng tại trạm dừng chân bò sữa 2, nên đã rủ nhóm bạn mang theo dao mã tấu đến trạm này để tìm anh Linh đánh. Liên quan đến nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà và đập phá xe ô tô ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ được 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Vào khoảng 3 giờ ngày 7 tháng 5, nhóm đối tượng này đã sử dụng bom xăng châm lửa rồi ném liên tiếp vào trước cửa nhà anh Trần Quốc Khánh ở ấp Thanh Hóa, xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom gây cháy, đồng thời dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh Khánh đang để ở ngoài. Qua điều tra truy xét nhanh, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Thêm 3 đối tượng trong đường dây mua bán các cô gái phục vụ quán karaoke liên tỉnh, quy mô lớn vừa bị bắt giữ, đó là Bùi Hữu Trường, Phan Anh Tuấn và Phùng Minh Sáng. Như vậy, liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ tổng cộng 9 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. Trong đó, Nguyễn Thị Hoa, trú tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông là đối tượng cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm quản lý tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Hoa thấy có thu nhập cao nên đã nảy sinh ý định chăn dắt các cô gái để phục vụ khách hát. Từ đó, Hoa đăng bài tuyển dụng nữ nhân viên việc nhẹ lương cao lên mạng xã hội. Khi các đối tượng trong đường dây đưa cô gái đến thì Hoa sẽ trả từ 17 đến 25 triệu đồng. Số tiền này Hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính cô gái được đưa đến. Tất cả các cô gái đều được Hoa thuê nhà cho ở tại đường Đặng Thái Thân, thành phố Buôn Ma Thuột. Hàng ngày, Hoa chỉ đạo đám tay chân chở các cô gái đến phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Lợi nhuận có được sẽ chia đôi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã giải cứu được 18 cô gái do Hoa chăn dắt. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, khoảng 18 giờ 50 phút ngày hôm qua tại km số 233, cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hướng Hà Nội Ninh Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe ô tô đầu kéo. Vụ tai nạn thuộc địa phận xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khi xe ô tô khách biển số 36B01508 đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 51C40091 kéo theo rơ móc biển số 86R00492. Hiện chưa xác định được danh tính người điều khiển hai phương tiện trên. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Giao thông trên cao tốc hướng Hà Nội Ninh Bình bị ùn tắc sau vụ tai nạn. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã tiếp cận hiện trường, điều tra giải quyết vụ việc và tiến hành phân luồng giao thông. Tại tỉnh Quảng Nam, trước tình trạng các thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, độ chế, chạy tốc độ cao, đánh võng vào ban đêm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc. Trên khắp các tuyến đường của thành phố Tam Kỳ, lực lượng công an đã ra quân xử lý quyết liệt. Chạy xe máy tốc độ cao, rú ga, lạng lách, đánh võng trên đường, gây náo loạn đường phố, không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân. Để xử lý hành vi gây mất an toàn giao thông của các đối tượng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, ngoài lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý công khai, Công an thành phố Tam Kỳ còn tổ chức các tổ công tác mặc thường phục có mặt ở những điểm các đối tượng thường tụ tập nhằm phát hiện xử lý. Theo chân một tổ tuần tra của Công an thành phố Tam Kỳ, sau 22 giờ đêm, chỉ sau vài chục phút rảo quanh một số khu vực các đối tượng thường tụ tập, tổ tuần tra đã phát hiện nhóm 4 thanh thiếu niên điều khiển 2 xe máy độ nẹt pô, lạng lách, chạy tốc độ cao trên đường. Trọng điểm ở thành phố Tam Kỳ là các thanh thiếu niên là thường xuyên tập trung ở Hồ Đùi Hòa, Nguyễn Du, khu dân cư ADB là những cái nơi là thường xuyên là trống đường thoáng, người dân ít tụ tập. Nên như là thanh thiếu niên đây là tụ tập xe là nạt bô rú ga gây ồn ào. Đối tượng vi phạm phần lớn là thiếu niên, thanh niên, nhiều đối tượng không có bằng lái xe, chưa đủ tuổi sử dụng xe mô tô. Vi phạm chủ yếu của các đối tượng là chế, độ các loại xe mô tô để sử dụng, chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chỉ trong một tuần, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Tam Kỳ đã phát hiện tạm giữ hơn 30 phương tiện xe máy, xe mô tô độ chế, gây náo loạn đường phố trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên ra quân xử lý
thì tình trạng thanh thiếu niên hạn chế cái việc tụ tập để rú ga nẹt bô gây mất trật tự an toàn giao thông trong nội thành. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu gia đình, phụ huynh viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cam đoan không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không sử dụng xe độ, xe tự chế tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Thưa quý vị, trong hai ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên vừa xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50-90mm. Dông lốc, mưa đá và gió mạnh khiến một người tại tỉnh Quảng Bình mất tích do chìm thuyền nan trên biển, hơn 1.000 nhà bị tốc mái và hư hỏng. Mưa dông đã làm thiệt hại hơn 7.500 hectare lúa, hoa màu, 16 con gia súc chết. Ngoài ra, hơn 1.000 mét mương tại tỉnh Lào Cai bị sạt lở, 3 tàu bị chìm hư hỏng tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng với đó, trên biển tỉnh Quảng Trị đã có 2 người chết và mất tích, chưa xác định được nguyên nhân. Hiện địa phương đang tổ chức tìm kiếm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hiện tượng mưa dông lốc sét vẫn còn khả năng xảy ra trong những ngày tới. Người dân cần cẩn trọng, theo dõi sát dự báo thời tiết của từng khu vực để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.